Bắp này cô giá cô để nguyên trái luôn hả? Ừ. Dạ, cô giá cả cùi bắp luôn. Cái này mình giá mình ăn đó hả cô? Ừ. Bắp không có hạt nhiều, thu hoạch bắp không có. Ừ. Cô giá cả cùi bắp cô ăn luôn. Ừ. Đây cả nhà. Cả nhà xem này. Số mắt thấy là cô giá cả cùi, cả bắp nó hư như thế này. Ừ. Cô giá cô ăn luôn. Ừ. Mình giá cái này mình làm món gì ăn cô? Ăn rồi. Cái cùi này mình ăn được luôn hả? Bé nhỏ dễ thương quá cả nhà. Anh chào em nha. Cả nhà không biết còn nhớ em gái dễ thương này không ha. À, đợt trước Smart có quay hoàn cảnh của em để chia sẻ rồi. Thì hôm nay đi lên cũng nhờ Thịnh. Bữa trước là Smart nghe không rõ, tưởng em tên là Thêm. Nhưng mà em tên là Thịnh nha cả nhà. Nhờ Thịnh dắt đi lên trên cái vùng núi cao hơn nữa để thăm bà con người đồng bào Đắk Lây ở trên đó cả nhà. Hôm nay đi thì em đã bế theo, điệu theo chứ, điệu theo cháu gái nhỏ này. 19 tháng em hả? Dạ. Chú chào con nha. Dễ thương quá. Anh Đồng hôm nay cũng mang theo một phần quà. Chú tiệm cũng một phần quà. Bây giờ là khoảng 11 giờ trưa rồi cả nhà. Đi vào giấc trưa như thế này á, mình lên trên đó thì mình dễ gặp bà con hơn. Đường nào em? Lúc nào mệt thì nghỉ em nhá. Đi mệt thì nghỉ. Anh nào đi mệt thì nằm nghỉ. Chứ em chắc không mệt đâu, anh mệt rồi. Anh mệt rồi. Anh Đồng anh cũng vừa mới khỏi bệnh xong á cả nhà. Sức khỏe chưa được hồi phục. Ngồi nghỉ đây tí đi. Còn sao không, đi đoạn nữa cũng được. Thì đi đoạn nữa. Lúc nào ai mệt thì nghỉ. Rồi ngồi đây. Hôm anh gửi cái phần quà tới giờ gia đình mình ăn chưa? Ăn rồi mình dầu. Ăn rồi hả? Cá em lúc nào em ăn em nhớ phơi ra nhé. Lúc nào mình ăn xong á, mình phơi ra mình để cho nó lâu nha em. Phơi nắng á. Mì gói em ăn chưa? Cũng ăn rồi luôn hả? Từ thiện cho hả? Rồi cháu có vui không? Vui hả? Để đợt sau anh mua sữa cho bé nhỏ uống nha. Bữa trước cũng không có biết bé nhỏ như thế này luôn. Không có mua sữa cả nhà. Đợt sau Sumat sẽ mua sữa cho bé. Bé dễ thương quá, có 19 tháng à. Ngoan lắm luôn.
Chú đi qua đây để con đóng cổng. Mình đi qua những cái chỗ này mình sẽ đóng cổng lại cho bà con cả nhà. Họ làm như vậy để ngăn bò vào trong này á, ăn những cái cây trái ở trong này của họ này. Ở trên này vào mùa nắng á cả nhà, bà con người ta sẽ đi nhặt phân bò người ta bán. Dạ con chào cô. Sáng giờ đi cắt cỏ hả cô? Đi cắt cỏ. Dạ. Cô đi cắt cỏ trên núi sao? Ở trên này nè. Ở trên này kia. Dạ. Cô cho con biết tên cô nha. Cô tên gì cô? Cô tên Mai Thị Ngém. Mai Thị Ngém. Con là Mai Thị Thoán. Con là Mai Thị Thoán. À. Mai Thị Thoán hả cô? Mai Thị Thoán. Con á, mẹ là Mai Thị Ngém. 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 Cô Ngém. Cô Ngém. Dạ. Cô Ngém ơi, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi cô? Không có biết đâu, chắc 60 tuổi rồi. 60 tuổi rồi. 60 tuổi rồi. Cô ở trên này với con gái hả? Con gái. Cô có bao nhiêu người con rồi? Chết hết rồi, con hai đứa. Mất bao nhiêu người con? Mất 5 người. Mất 5? Còn 2 người. Còn 2 người? Ừ. Còn lại là trai hay gái cô? Còn một con trai, một con gái. Một trai, một gái. Ừ. Rồi người con mà đang ở với cô ở đây là trai hay gái? Con gái. Con gái? Con gái. Chị có gia đình chưa cô? Có rồi, có con rồi, có cháu rồi. Hai đứa cháu, ba đứa cháu. Ba cháu rồi. Ừ. Là đang ở với cô. Ừ. Cháu ở đây luôn hả? Ở đây luôn. À. Rồi đi đâu hết rồi cô? Đi rẫy, đi trên núi. Đi rẫy hết rồi. Ừ. Dẫn con đi luôn. Dẫn con đi luôn thì... Dạ. Mấy cháu con của chị còn đi học không cô? Đi học hết rồi. Ba con cháu. Đi học hết. Ừ. Hôm nay chủ nhật mới lên trên này. Ừ. Chơi với mẹ. Chơi với mẹ. Chơi với bà. Chú còn không cô? Chú chết rồi. Chú mất rồi. Mất rồi. Chú mất bao nhiêu năm rồi cô? Lo rồi, chắc 6 năm rồi. 6 năm rồi hả? 6 năm rồi. Chú bệnh mất hay sao cô? Mất sơ sơ hả? Chết rồi. Bệnh sơ sơ là mất hả? Bệnh sơ sơ chết rồi. Chú bệnh gì cô ha? Không biết nữa. Không biết luôn. Cha yếu bữa. Cha yếu là chết luôn à. Là tiêu chảy hả? Ừ. Ồ. Sáng giờ cô ăn gì chưa? Chưa có ăn đâu. Đi chặt cần bò. Đi chăn bò. À. Cô lên trên này ngồi đi cho đỡ mỏi chân. Ừ. Lên trên nhà ngồi cô ha. Đây là cái căn nhà của cô ở trên núi cả nhà. Số mắc mời cả nhà vào tham quan căn nhà của cô tí nha. Có hai mẹ con ở trên này thôi. Ở với mấy đứa cháu nữa. Rồi mình đi vô trong cả nhà. Sáng giờ cô chưa ăn gì, cô không đói hả cô? Chưa ăn, đói cho bị nhịn. Nhịn. Nhịn hả? Rồi nhịn rồi sức đâu chưa làm? Làm công chuyện xong rồi mà ăn, làm ăn. Làm công việc xong? Ừ. Rồi mới nấu cơm ăn? Mới nấu cơm ăn. Sáng là hai mẹ con đều nhịn hết hả? Ừ. Sáng nào cũng vậy hay sao cô? Như vậy. Sáng nào cũng vậy. Chiều ăn luôn à? Chiều ăn luôn. Một ngày ăn mấy bữa cô? Ăn 3 bữa chứ, bây giờ ăn 1 bữa à? Ăn có 1 bữa thôi. Ôi trời. Một lần chiến hả? Dạ. Cô vừa mới đi từ trên núi xuống hái cỏ tút ở trên núi cao hả cô? Ừ. Sao ở đây mình không trồng cỏ ở đây? Không có trồng cỏ, ăn hết rồi. Ăn hết rồi. Bò người ta cũng ăn cho. Bò người ta cũng ăn. Ừ. Dạ. Rồi mỗi ngày cô phải đi lên núi. Ừ, đi cắt cỏ. Cắt cỏ. Bò ăn. Cho bò. Cô nuôi mấy con bò? Hai con bò. Hai con bò. Hai con bò.
Bò mình mua hay là bò đâu cô? Bò về tiền nhà nước cho. Nhà nước cho? Không cho đò về cho. Vay tiền nhà nước mua? Nhà nước không có cho gì hết. Dạ. Người ta là cho làm nhà, cho bò, cho dê chứ. Mình không, người ta không cho đâu. Cô vay bao nhiêu tiền cô mua? Bữa 5 triệu. 5 triệu? 5 triệu. Hai con hả? Một con nhỏ. Một con nhỏ 5 triệu? Một con nhỏ 5 triệu. Rồi mình là... lớn rồi đẻ con rồi. À, bây giờ lớn rồi đẻ con. Ừ. Rồi cô vay 5 triệu rồi cô trả hết chưa? Triệu. Chưa. Chưa hả? Không có tiền mà trả. Không có tiền trả. Ừ. Vay lâu chưa cô? Lâu rồi, chắc 5 năm rồi. 5 năm rồi. Không có tiền trả. Không có tiền trả luôn. Đó. Ngoài bò ra thì cô còn nuôi gì trên này không? Hả? Ngoài con bò ra đó. Cô có nuôi thêm gì trên này không? Không. Không hả? Con không về bò nhà nước nha. Dạ. Bò vay tiền nhà nước mua. Ừ. Mua hồi đó là tiền 5 triệu. Tiền đồng mua bò, ăn không có nè. Làm ăn, làm rễ là không có tốn. Làm tước là nắng, làm sao là gió đánh. Dạ. Đó không có gì mà ăn đâu. Không có trúng mùa. Không có trúng mùa đâu. Ở trên này cô có trồng trọt gì không cô? Không. Có trồng trọt được gì không? Không hả? Bữa là tông cây chứ, tông cây kem lâm á. Kem lâm cho gạo ăn. Kem lâm cho gạo ăn? Cho gạo ăn. Lâu chưa cô? Lâu rồi. Chắc rồi. 4 năm rồi. 4 năm rồi? 4 năm rồi. Cho gạo ăn đó là nói là 7 năm. Không, 3 năm hả? Dạ. Bò cô nuôi hồi đó cô mua một con. Bây giờ nuôi đẻ được một con. Ừ. Là hai con. Hai con. Dạ. Mình nuôi mình bán hay sao cô? Chưa có bán đâu, bán nuôi cho. Nuôi thôi. Đó có đẻ đực đó đẻ cái. Dạ. Đẻ đực mà ta một con đâu không có đố như nước đâu. Có nghĩa là một con bò bò cái đẻ rồi. Bây giờ không có bò đực để đẻ nữa. Ừ. Là nuôi có hai con thôi. Nuôi hai con. Dạ. Ở trên này rồi cô làm cái gì cô kiếm tiền? Không có làm gì đó, làm bắp chứ. Làm bắp không có con giá. Một kia có 12 ngàn à. Đồ ăn mua bông ngọt à. Mua sẽ là ăn chưa? Trồng bắp. Trồng bắp. Nhưng mà không được giá hả cô? Không có đồ giá đâu, mà một kia có 12 ngàn. Cô trồng bắp ở đâu? Ở trên núi cao. Trên núi cao. Từ đây mình đi lên trên núi cao bao xa cô? Không xa đó, đi so giờ sáng là 7 giờ tới à. Đi khoảng 1 tiếng đồng hồ, leo đường núi. 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Ừ. Ở trên đó. Rồi cô thu hoạch bắp chưa? Thôi rồi, không ít à, không có tung mùa đâu. Được mấy bao? Còn có bao 2-3 ký à. Được có 2-3 ký thôi. Hả? 2-3 ký bắp thôi. 2-3 ký bắp. Rồi ăn đủ không cô? Còn có đủ đâu. Không đủ hả? Đủ 2-3 ký bắp. Dạ. Ăn gạo một năm, tinh tân ăn gạo ngàn hàng á. Dạ. Nhà còn gạo không cô? Hết gạo rồi hả? Ừ, có gạo ăn. Rồi chiều nay cô ăn cái gì? Ăn gạo còn một chút à. Còn chút thôi hả? Là chiều nay nấu ăn là hết luôn hả? Ừ, hết rồi. Hết luôn, nó ăn hết luôn. Hết gạo rồi cô ăn cái gì? Không có ăn đâu. Mình lên gạo quán ăn chứ. Đi mượn gạo hả? Mượn quán không có cho đâu, có tiền, có tài sản mình mang, mày cho tôi cho. Không có, tài sản đâu, không có cho. Không có tài sản là không cho. Ừ. Rồi con đang hỏi ví dụ như là hết gạo mà không ai cho gạo á, không có tiền mua gạo thì cô ăn gì? Cái bữa ăn hàng ngày của cô là cô ăn gì? Ăn mượn gạo, ăn bài ba bà. Cứ mượn gạo ăn thôi, rồi mình trả ăn sao? Ta... có tiền mà ta có tiền là chết chung luôn à. Cứ mượn ăn vậy thôi. Mượn hoài vậy mà cũng mượn được hả cô? Hả?
Mượn hoài vậy mà cũng mượn được hả? Bà được con cũng cho hả? Cho. Dạ. Một lần, hai lần gì đó. Cô về dưới làng cô mượn hay sao? Mượn ăn bắp. Ăn bậy bạ. Ăn bậy bạ. Ăn bắp. Đưa nó uống nước ngủ. Uống nước ngủ. Uống nước no ngủ hả? Ừ. Trời ơi, thật luôn. Ừ. Sáng giờ là cô uống nước hả? Uống nước. Sáng ăn một ổ bánh mì. Ở đây cô đi lấy nước sao? Sao không có sao đâu, ở đây nè. Ở dưới dưới đây có suối hả? Ừ. À. Là cô lấy nước ở dưới suối. Là cô sử dụng mưa, luôn. Mưa nắng không có nước đâu. Nước xa lắm. Ờ kìa. Nắng là không có nước, đi lấy xa. Ừ. Mưa nên có nước, nắng không có nước đâu. À. Mấy ngày vừa rồi nó mưa là ở đây có nước đúng không? Ừ. Là mình lấy nước ở đây. Ừ. Còn mà mùa vào mùa nắng là không có nước là đi xa lắm hả? Đi xa lắm. Dạ. Một nước. Bên này con thấy cô cắt chuối nè. Cô cắt chuối này cô làm cái gì? Cho heo ăn. Cho heo ăn. Vậy là cô có nuôi heo nữa? Nuôi. Dạ. Nuôi mấy con heo cô? Hai con heo, heo ở đây nè. Mấy mùa người ta. Mới mua của người ta. Tiền đâu mua? Tiền còn bạc vợ ở phố đá cho. Con trai cho. Con trai cho. À. Mua con heo nuôi. Mua heo bao nhiêu tiền cô? Trong 300. 300? Ừ. Dạ. Rồi bây giờ đang băm heo, băm rau cho heo. Đây mình cho ăn chuối không hả cô? Ăn cám chứ. Ăn cám nữa hả? Ừ. Dạ, cám bò. Trộn ha. Ừ. Bò cám ăn. Cái con thấy ở kia có cái nia bắp á. Bắp. Bắp đó cô làm cái gì? Làm để mai ăn. Làm để mai ăn hả? Ừ. Sáng giờ cô không ăn gì mà cô không đói hả cô? Đói dím chứ. Cô giả bắp hả? Bắp này cô giá cô để nguyên trái luôn hả? Ừ. Cả cái cùi bắp luôn. Dạ cô giá cả cùi bắp luôn. Cái này mình giá mình ăn đó hả cô? Ừ. Bắp không có hạt nhiều, thu hoạch bắp không có. Ừ. Cô giá cả cùi bắp cô ăn luôn. Ừ. Đây cả nhà xem nè. Số mắt thấy là cô giã cả cùi, cả bắp nó hư như thế này. Ừ. Cô giã cô ăn luôn. Ừ. Mình giã cái này mình làm món gì ăn cô? Ăn được. Cái cùi này mình ăn được luôn hả? Ăn đè con gà ăn. Ăn được luôn? Dạ. Bữa nay không ăn được đâu, con gà ăn chưa? Gà ăn luôn? Ừ. Dạ. Ăn sao được hơn. Hồi nãy cô giã, Xuân mắt tưởng đâu á, là cô giã cả vỏ, cái vỏ bắp á cả nhà, cái cùi bắp á, cô ăn luôn. Nhưng mà đây là cô đang giã cho gà ăn, do không có đủ bắp á cả nhà. Họ trồng bắp, họ thu hoạch không có đủ bắp. À, họ phải giã cả cái cùi luôn, cho gà ăn. Gà nó cũng ăn cả cái cùi hả cô? Ừ. Lần đầu tiên Sô Mắc thấy cho gà ăn cái cùi bắp luôn cả nhà. Trộn vô, giã chung á, cho nó mổ. Không có đủ bắp hả cô? Không có đủ. Không có đủ bắp, cho nên mình phải giã cả cùi hả? Ừ. Trời ơi. Cái này mình đổ ra rồi mình có lọc lại những cái mà mình giã nó chưa nhỏ không cô? Ừ. Xem cô làm gì nha cả nhà. Xuân Bắc cũng chưa biết cô làm gì luôn. À, bây giờ cô lại kẻ ra tiếp. Ừ.
Sao hồi nãy mình giã cả cùi, bây giờ là mình lại kẻ ra là sao cô? Hả? Hồi nãy con thấy cô giã cả cùi luôn, bây giờ cô lại kẻ ra. Kẻ ra? Dạ. Xuân Bắc chưa hiểu lắm cả nhà. Không biết cả nhà có biết không, chứ Xuân Bắc thấy cô làm, Xuân Bắc chưa hiểu. Lúc đầu là cô cả giã cả cùi luôn. À, cô giã cho mình dễ bóc hả? Ừ. À, cô giã cho nó chóc ra. Xong bây giờ cô mới kẻ hạt cho gà ăn. Đúng không cô? Đúng. Dạ. Rồi gia đình mình cũng ăn bắp luôn. Ăn bắp luôn. Cái bắp ở trong cái ni á hả cô? Hả? Cái bắp ở trong ni á hả? Ừ. Là mình ăn. Mình ăn. Dạ. Sáng giờ cô không ăn gì mà cô không đói hả? Bây giờ 12 giờ rồi nè. Làm chuyện xong mà nó ăn, làm ăn á. Ăn một ăn chiều luôn à. Ăn chiều luôn. Rồi con gái cô với cháu cháu nội á. Cháu nội con tay không à. Rồi đi đi rẫy rồi có mang đồ ăn đi ăn không? Không luôn hả? Cháu ở nhà đâu có đi rẫy. Con gái đi rẫy thôi. Ừ. Dạ. Cháu lo chạy không đi theo mẹ đâu. Cháu đi chơi hả? Ừ. Chắc đi chơi đâu đó ở đây rồi ha. Chơi ở làng hả? À, cháu đang ở làng. Ừ. Còn cô với con gái cô là ở trên núi trên này. Ở trên núi. Dạ. Thấy thương cô quá cả nhà. Cô sáng giờ cô không ăn gì. Số mắt thấy cô mang một cái bao cỏ rất là to luôn ở trên núi. Ở dưới này á, cỏ là cô nuôi bò. Rồi ăn hết rồi, bây giờ phải trên núi trồng. Trồng dưới này không đủ cỏ cho bò ăn hả cô? Không có đủ. Ăn miết cả ngày hết rồi. Dạ. Cái bếp này là khi nào mà trời mưa là mình nấu ở trong này cô ha. À. Cho nó khỏi mưa. Dạ. Nắng là nó bên kia. Cái bếp ở dưới là trời lúc nào nắng là mình nấu ở dưới. À. Ở đây xuống mắt thấy cô có ít rau bí này. Bí này mình hái ở đâu cô? Hái ở rẫy. Hái ở trên rẫy hả? Dạ. Còn cái này là cái bắp cho gà. Cô đè đây nè. Cho gà ăn. Rồi, mình ngó qua bên đây chút xíu nha. Đây có trái bắp đỏ nữa này. À, bắp này gọi là bắp gì cô? Bắp lai á. Dạ? Bắp lai. Bắp lai. À, bắp này bắp lai. Còn cái bắp kia là bắp đá cô ha? Bắp đá. Dạ. Ở đây cô có ba cái nồi. Cái bao xanh ở dưới này là cái gì cô? Cam heo. Cam heo. Dạ. Con mở cái này ra tí nha. Lọc. Cái này là cái gì? Măng. Măng. À, cô đi mót măng về cô làm cái này hả? À. Măng này để mình ăn hay sao cô? Mình ăn chứ. Măng này là cô đang ướp với muối. Ừ. Cô ướp với muối để cô ăn. Cái măng này mình làm món gì cô? Hả? Cô làm món gì với cái măng này? Làm vợ chiên ăn chứ. Dạ? Có cá là bò cá. Có cá là bò cá. Không có cá là ăn không chứ. À, không có cá là ăn không. Ừ. Dạ. Đậy lại cho cô nha cả nhà. Ở đây có mấy nải chuối nữa. Dễ thương quá. Trời ơi, cái trái chuối này nó có chút xíu à. Chuối nó nhỏ dữ vậy hả cô? Nhỏ. Như một cái ngón tay luôn. Chút xíu thôi. Mà nó chín rồi. Chuối này là chuối trên rừng nha cả nhà.
chứ vậy như nó thơm lắm luôn á. Ngó qua bên này chút xíu nè. Cô hút thuốc hả? Hút thuốc chứ. Cái này cô mua thuốc ở đâu đây? Ở quán. À. Cô mua thuốc cô để dành cô hút hả? Ừ. Mình ít hút thuốc nha cô. Ừ. Hút thuốc nhiều không có tốt. Thèm mà. Thèm quá hả cô? Thèm quá. Dạ. Còn cái bắp này là mình ăn cô ha? Ăn. Bắp này là ăn. Bắp này mình thu hoạch lâu chưa cô? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Ừ. Cái này cứ để dành, ăn dành hả? Ừ. Bắp này mình nấu món gì mình ăn cô? Nấu không chứ. Nấu không thôi. Ừ. Nấu nó mềm ra là mình ăn thôi hả cô? Ừ. Giọt, giọt là nó thuần á, hầm á. Hầm. Hầm bắp. Hầm bắp. Được một cái nia này thôi. Ừ. Trong nhà cô á, số mắt thấy ngoài cái rổ bắp cho gà ăn thì chỉ có duy nhất một cái nia bắp này thôi cả nhà. Không được mùa được có nhiêu đây hả cô? Được có nhiêu đây thôi. Ừ. Quanh năm luôn. Cái này mình để ăn hay là mình để dành mình làm giống? Ăn. Để ăn. Ừ. Rồi có bắp để dành làm giống không? Có. Có hả? Để trên núi. Đang để trên núi. Dạ. Có chút xíu bắp thôi. Chỗ này là cô ngủ hả? Ừ. Cô ngủ ở đây luôn. Ở trong cái chòi này nó có nóng dữ không cô? Nóng chứ, nắng. Nóng lắm hả? Ừ. Mưa là lạnh. Mưa là lạnh. Mưa là lạnh. Nắng là lạnh. Dạ. Chòi này cô dựng lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? 2-3 năm rồi. Dạ, 2-3 năm rồi. Ừ. Ở một mình với con gái ở trên này thôi. Ừ. Bây giờ mình đi mình rẫy bắp để dành hả cô? Ừ. Để dành nấu. Để dành nấu ăn. Cái bắp này là mình chưa làm. Bắp này là mình phơi khô hết rồi cô ha. Ừ. Bây giờ cô mang đi cô rẫy bắp để dành ăn cả nhà. À, nó đang còn cái cùi bắp cô ha. Ừ. Năm nay mình có bắp bán không cô? Không. Không có được ít, bắp bán hả? Ít lắm. Ít lắm hả? Một cái nia bắp mà cô rẫy như thế này thì mình ăn được bao nhiêu ngày cô? Ừ. Mình ăn được bao nhiêu ngày? 2-3 ngày đó. 2-3 ngày. Ừ. Nhà mình có cá khô ăn không cô? Không. Không hả? Không có tiền mà mua đâu. Không có tiền mua. Ừ. Bao lâu rồi cô không ăn cá khô? Có tiền mà mua ăn chứ, 2-3 lần thèm cá mua ăn. Có tiền mà mua ăn, có tiền mới mua ăn, không có tiền là nhịn luôn. Ừ.
ăn cạnh bé ba. Vào cái mùa nắng thì mình làm cái gì mình kiếm tiền hả? Cô không có làm đâu, người già thì người trẻ là đi làm mướn, đi làm mướn người già thì đi sao được. Ở đây mình có nhặt phân bò mình bán được không cô? Bán cái lớn rồi bán nhỏ sao bán à. Không có nhặt phân bò bán được luôn. Cơm chín chưa? Chưa. Ăn cơm không vậy hả cô? Ăn cơm không. Có trái đu đủ sao cô không nấu? Biết nấu. Ăn không. Chờ con gái về mới nấu hả? Ừ. Chờ ông biết. Dạ. Có một mình cũng biết nấu. Ừ. Ăn không vậy thôi. Trái đu đủ của cô cũng chút xíu à. Ăn có miếng cơm trắng vậy thôi hả cô? Sáng giờ mà ăn có vậy rồi có no không? No chứ. Quen rồi. Cô sợ hết cơm hả? Sợ. Hết cơm, hết gạo. Rồi không có ăn. Ừ. Ăn nhín, để, ăn nhịn dễ hả? Để ăn chiều. Để ăn chiều. Tội cô quá cả nhà. Những ngày mà số mắt đi quay ở đây á, mình thấy đa phần á, người đồng bào họ ăn cơm, có khi họ nhịn luôn cả nhà. Như cô đây là một ngày cô ăn có một bữa. Cô đói cô mới nấu cô ăn, thì cô ăn có một chút xíu thôi, ăn nhín nhín một chút để chiều mới ăn. Chiều rồi con gái về là mình mới ăn hả cô? Ăn. Dạ. Cái nồi cơm cô nấu đang nằm ở đây nè. Con xin phép cô nha. Con mở lên chút xíu. À dạ, nóng quá. Dạ. Đây. Cô lấy có một chút xíu cơm thôi. Cái nồi cơm cô nấu cũng chưa có được đầy nữa. Hết gạo hả cô? Còn rồi. Còn nhiều gạo không? Đậy lại cho nó nóng cho cô nè. Nhà còn mắm, còn nước tương, có nước tương bột ngọt gì không cô? Không có gì hết hả? Có muối thôi hả? Muối. Không có bột ngọt, không có nước tương. Cô có hay ăn mì gói không? Ăn chứ, có mà ăn, không có thôi. Có thì ăn, không có thì thôi. Ừ. Gạo mình đùm ở trong này hả cô? Ừ. Có nhiêu đây gạo thôi hả? Hơn nữa. Dạ. Nãy giờ nhìn tới nhìn lui ở trong nhà của cô không thấy gạo ở đâu hết. Thì ra gạo là cô đùm ở đây. Còn có nhiêu đây gạo thôi. Con mở ra cái nha cô. Mới. Sao cô không kiếm cái nồi hay cái gì cô... Cô bỏ gạo, cô lại đùm ở trong cái vải này. Còn có chút thôi cả nhà. Nhiều đây cô chắc được nửa ký. Bò, bò ăn cỏ hả cô? Bò người ta. Dạ. Ăn cái bao cỏ của cô. Bò đi lạc hả cô ha? Ừ. Bò đi lạc vào chòi của cô ăn cỏ. Không biết bò ở đâu luôn cả nhà. Thôi. Ăn xong rồi. Đây là cái căn chòi của cô ở trên núi này. Xong rồi hả cô? Xong rồi.
Cô no chưa? No rồi. Ăn có vậy thôi là no rồi. Cô ơi, hôm nay con tới con thăm cô á. Con có mang theo một phần quà gửi cho cô. Cô vui không? Vui chứ. Cô biết là quà gì không? Không biết rồi. Không biết hả? Dạ. Hôm nay cô sẽ có gạo, có mì tôm. Lâu rồi không ăn mì tôm ha cô ha? Có thèm mì tôm không cô? Thèm chứ, không có tiền mà mua mà. Không có tiền mua ăn. Thèm mì tôm. Rồi có thèm cá không? Thèm chứ. Thèm cá luôn. Bây giờ con tặng cô cá thì cô nấu món gì ăn? Nó nướng ăn chứ. Nướng ăn. Cô biết cá cơm không? Biết. Cá cơm cô làm món gì? Làm canh ăn, bỏ canh ăn chứ. Nấu canh ăn. Rồi cô biết cá ngân khô không? Ừ. Cá ngân á. Cá ngân hả? Cô biết không? Biết. Biết cá ngân luôn. Cá ngân cô làm món gì? Nướng ăn à. Nướng thôi hả? À. Có gì chiên mà chiên, có gì chiên là nấu ăn à. Không có gì để chiên. Có đồ chiên là chiên ăn hả? Hôm nay con mang cho cô cả dầu ăn luôn. Là cô có thêm cái món cá chiên ngoài cá nướng. Đúng cô? Đúng. Cô vui không? Vui chứ. Nhà hết muối rồi. Muối còn nhiều không cô? Muối còn đó. Còn cái nè. À, cho con coi bịch muối coi. Còn có nhiêu đây hả? Sao có kiến vô trong này nữa? Kiến vô chứ. Dạ. Cái này là đường. Đường hả? Không phải muối. Cái này là bịch đường cô nha. Đường chứ. À. Muối này. Cái này là bịch đường. Muối này. Muối hột. Đó. Dạ. Còn cái này là bịch muối của cô đây nè. Đó. Hôm nay con mang đến cho cô cả muối nữa. Có cả bột ngọt nữa. Dạ. Cô có hay dùng bột ngọt không? Dùng chứ. Có dùng hả? Mà nhà không có bột ngọt hả? Có đem, không có đem để cháu ăn ở nhà. À, không có để mang lên đây. Ừ. Dạ. Bây giờ con gửi quà cho cô nha. Hồi nãy con có nói với cô là có mì đúng không? Ừ. Đây có thùng mì. Mà không những một thùng mà hai thùng cô nha. Cô cầm không hết đâu, cô để đây đi. Con để đây nha. Hai thùng mì. Rồi, để tạm đi. Hồi nãy con có nói với cô là cá cơm nữa đúng không? Một ký cá cơm khô. Size lớn cô nha. Cái này á, cá lúc nào cô ăn thì cô lấy ra cô ăn. Còn cô không ăn á, cô để dành á, thì cô nhớ mang ra cái chỗ nào nắng to á, cô phơi. Cô phơi cho nó khô. Bỏ đây lại. Xong rồi bỏ đây lại cô giữ. Lúc nào có nắng là cô cứ phơi. Nha. Phơi cho nó mình để được lâu á cô nha. Cái này thì đã là cá khô rồi. Dạ. Con để đây nha. Thôi cái bịch này cô cầm đi. Dạ. Hôm nay có muối nè. Ba bịch muối nha. Đâu rồi? Một ký cá ngân khô. Hồi nãy con nói cô đó. Dạ. Để tạm ở đây. Để lên trên này đi. Rồi, bột ngọt để ở đây, muối để ở đây.
Bây giờ nó đang là cái giấc trưa cả nhà. Trong nhà nó nóng lắm. Cô ra đây ngồi cho nó mát. Buổi trưa á, người đồng bào họ không có ở trong nhà. Họ hay ở ngoài chỗ này nè, có bóng cây, mắc võng nằm cô ha. Ừ. Nằm cái võng của cô kia hả? Nó rách hết rồi cả nhà. Hai bịch bột ngọt nữa cô nha. Ừ. Dạ. Rồi đây một bịch muối nữa là ba bịch này. Ba bịch muối. Hồi nãy con nói với cô cái gì? Có dầu ăn đúng không? Ừ. Hai chai dầu ăn. Có dầu ăn rồi. Có dầu ăn rồi đúng không? Cảm ơn. Dầu ăn này để chiên cá đúng không? Chiên cá, dạ. Chiên can ăn. À. Trong nhà cô không có một chai dầu ăn nào hết trơn nữa cả nhà. Đây, xuống mắt để tạm ở trên này nha. Rồi, hai chai dầu ăn. Thêm hai chai nước tương. Ừ. Dạ, nước tương này cô ăn cơm với nước tương được nè. Ừ. Không phải ăn cơm trắng nữa. Không phải ăn cơm không nữa nha. Ừ. Cô có khi cô ăn cơm không, có khi cô ăn cơm với muối cả nhà. Rồi, một món quà nữa con gửi cho cô. Đó là bao gạo 10kg cô nha. Bao gạo 10kg. Cô vui không? Vui chứ. Dạ. Cảm ơn con. Cô nhìn vô màn nhỏ kìa. Cô cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm con. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Cô nói cái chữ Mạnh Thường Quân á, cô chưa có nói bao giờ cả nhà. Cô nói không quen. Ừ. Dạ. Cô cảm ơn Mạnh Thường Quân gửi tặng cho cô phần quà. Cô nói thử con nghe con. Không biết. Cả nhà thân thương, cái phần quà ngày hôm nay Xuân Bắc gửi đến cô. Thì Xuân Bắc sử dụng cái số tiền hôm nay thì Xuân Bắc sẽ sử dụng cái số tiền của em My có Zalo là Huỳnh My. Em có gửi đến kênh của Xuân Bắc cái số tiền là 500.000 đồng. Ngày 6 tháng 11 năm 2024 em có nhờ Xuân Bắc mua một cái phần quà. Thì ngày hôm nay Xuân Bắc cũng gửi đến cô một phần quà. Phần quà này thì trị giá hơn 500 nha cả nhà. Thì nếu mà cái phần quà nó có cao hơn cái số tiền của em á, thì Xuân Bắc sẽ trích cái số tiền của chú Thành ở bên Mỹ. Con xin phép chú trích cái số tiền của chú 200.000 đồng để mà chung với cái phần tiền của em My để mà mua một cái phần quà như thế này gửi cho bà con. Thì cái chi tiết của cái phần quà bao nhiêu tiền thì con sẽ để ở trong cái phần bình luận video để chú và em vào đó tiện theo dõi. Đây là cái cuốn sổ tay nè cả nhà. Sổ tay thì mình có Xuân Bắc có ghi rất là chi tiết tất cả những cái thông tin của Mạnh Thường Quân hỗ trợ ở đây. Rồi, bây giờ có cá, có mì gói, có gạo, có dầu. Cá này thì cô chiên, rồi cô nướng. Rồi cái cá này thì cô nấu canh, nhưng mà cô nhớ phơi nha. Lúc nào mà cô không ăn thì cô mang ra nắng to cô phơi cả hai bịch cá luôn cho nó ráo cô nha. Cô nhớ nha. Nhớ. Dạ. Rồi, Xuân Bắc thay mặt cho cô gửi lời cảm ơn tới tấm lòng vàng của tất cả cô chú, anh chị, các bạn Mạnh Thường Quân đã mở tấm lòng gửi những cái phần quà đến cho bà con khó khăn miền núi. Không biết nói gì hơn thì Xuân Bắc cũng chúc tất cả các cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân thật nhiều sức khỏe. Các bạn Mạnh Thường Quân thật nhiều sức khỏe. Chúc cho cô luôn mạnh khỏe cô nha. Cô chào khán giả với con cái nha. Cô nhìn vô màn nhỏ này. Tạm biệt. Dạ. Rồi bây giờ con mang vô trong cho cô nha. Hồi trưa là cô cứ ngủ ở đây hả? Cô ngủ ở ngoài này cho mát hả?
Chứ ở trong nó nóng mình đâu nằm được hả? Còn trời mưa là lạnh.